Anh chị ha, mình cảm thấy là mình sau khi đặt mục tiêu trên cái hành trình mình đạt cái mục tiêu đó, mình phát triển lên và mình thấy mình lớn hơn, mình trưởng thành hơn. Mình cảm thấy hào, thì các anh chị comment cho tôi thấy được không? Comment tôi cho tôi thấy nha các anh chị ha. Thì bao nhiêu các anh chị đặt ra mục tiêu xong mình đạt được, mình thấy rất là vui, thấy cái sự trưởng thành của bản thân mình lớn hơn rất là nhiều. À thì đó là cái phần rất là giá trị các anh chị, và chúng ta không thể mua được bằng tiền các anh chị ha. À, nên là bác Jim Rohn có nói rằng không phải là số tiền bạn nhận được là bao nhiêu, mà là con người bạn trở thành là ai, thì chính bên trong cũng giúp cho các anh chị đạt được mục tiêu. Và khi anh chị đặt mục tiêu ra thì các anh chị biết rằng sao là sao ạ? Một khi mình đạt được mục tiêu này là mình sẽ lớn hơn rất là nhiều, mình sẽ trưởng thành hơn rất là nhiều và tiến lên, cho đến khi mình có thêm nhiều cái tư duy hơn, nhiều kỹ năng hơn, mình sẽ trưởng thành hơn và có nhiều giá trị hơn. Các anh chị hãy nghĩ về cái phần lợi ích đó, nên là anh chị đừng có sợ mình không làm được, tôi không làm được, mà hãy nghĩ về cái phần lợi ích mà tôi có cái gì thì tôi làm được anh chị ha. Thay vì nghĩ về những cái nỗi sợ thì hãy nghĩ về cái lợi ích mà các anh chị đạt được, được không ạ? Và hãy vui vẻ hạnh phúc để tận hưởng cái hành trình của mình các anh chị. À, có gì đâu các anh chị ha. Bây giờ một là các anh chị vui vẻ hạnh phúc tận hưởng cái hành trình của mình, hai là các anh chị lo sợ, các anh chị vui, đó là quyền lựa chọn của ai ạ? Của anh chị, được không ạ? Khi mà các anh chị vui vẻ, tích cực, hạnh phúc, tận hưởng cái cuộc hành trình của mình thì cảm xúc của mình tích cực, anh chị sẽ thu hút nhiều điều vui vẻ, hạnh phúc, may mắn, những nguồn lực đến giúp cho mình hoàn thành mục tiêu. Còn bây giờ trên hành trình của mình đặt ra, mình không vui, không hạnh phúc thì mình thu hút những điều không tích cực và cuối cùng là không hoàn thành mục tiêu. Thì đó là sự lựa chọn các anh chị ha. Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, và cách sống như thế nào là do các anh chị lựa chọn, nên mình hãy sống sao cho xứng đáng các anh chị. À nha các anh chị ha, mình hãy sống sao cho xứng đáng các anh chị ha. Người giàu họ đặt mục tiêu xong họ không có sợ, người giàu họ đặt mục tiêu xong là họ hào hứng lắm, bởi vì biết là chỉ cần họ luôn kiên nhẫn, luôn tiến về phía trước, có sự cam kết, họ luôn tiến về phía trước thì có rất nhiều lợi ích ở đây. À, thứ nhất là ở trên hành trình đó phát triển hơn rất là nhiều, có nhiều giá trị hơn và có thêm nhiều tư duy kỹ năng. Và khi họ hội tụ đầy đủ những cái điều đó thì số tiền đó sẽ xuất hiện trong chị. Những gì mình nhận được thì bằng tư duy gốc rễ của mình cộng với giá trị mình trao cho cộng đồng. Nên là khi bắt đầu các anh chị hiểu được cái suy nghĩ người giàu thì mình hãy ứng dụng và rèn luyện theo. Ví dụ khi anh chị lo sợ thì anh chị hỏi như này: một người triệu phú khi họ đứng trước cái việc của họ suy nghĩ như thế nào? Anh chị hãy hỏi như vậy đi ha, hãy tự hỏi chính mình, nếu mà không biết suy nghĩ như thế nào, mình mở vở ra và một người triệu phú khi mà họ gặp chuyện này. Anh chị đợi thêm một chút nha. Đấy. Khi mà một người triệu phú họ gặp chuyện này, họ suy nghĩ nè, thì họ có suy nghĩ này, họ có suy nghĩ nào, họ có cảm xúc nào, họ hành động như thế nào. Thì bây giờ anh chị muốn trở thành triệu phú đúng không? Vậy thì mình sẽ làm y chang như họ. Có bao nhiêu trong số các anh chị làm được cái điều này thì cùng tôi. Rồi, thế này thì mới được gọi là ứng dụng. Nên là tại sao chúng ta phải ghi chép lại, ghi đúng từng câu từng chữ để mình có cái cuốn sổ mở ra, các anh chị ứng dụng sau này là cũng bí kíp võ công đó. Là những cái di sản sau này là bí kíp võ công để mình để lại cho con cái của mình, anh chị ha. Con cái của anh chị mở cái cuốn bí kíp võ công của anh chị ra,
Đây là người thành công, hành trình của người thành công như thế này nè. Không quan trọng là anh chị để lại bao nhiêu tiền cho con, mà quan trọng là mình cũng rèn luyện cho con của mình. Nếu đã trở thành hoàng tử thì phải có đầy đủ phẩm chất, tư duy, cảm xúc, kỹ năng. Phẩm chất của một hoàng tử như thế nào? Nếu mà đã trở thành hoàng tử thì phải từ trong ra ngoài cũng giống như vậy. Anh chị là nếu đã là người giàu, người thành công, người là 1 triệu phú thì phải là triệu phú giàu có thành công từ trong ra ngoài. Cái gì có bên trong thì mới có bên ngoài được, và không có thành công nào là sau một đêm, cũng không có sự thành công nào là các chị không có sự thành công nào là sau một đêm, mà đó là một hành trình bao gồm những suy nghĩ, những suy nghĩ tốt, suy nghĩ giàu có anh chị. Đó là hành trình của những phẩm chất thành công, chúng ta rèn luyện chính mình. Thì Miss Thanh Tú chúng ta, các anh chị rất là biết ơn cuộc sống hiện tại, biết được không, được ảnh hưởng từ Miss Thanh Tú của chúng ta, từ các vị nhóm trưởng của thư, các anh chị từ Miss Thanh Tú, từ các vị nhóm trưởng trong câu lạc bộ, thì thư đã rèn luyện cho mình được cái thói quen này các anh chị ha, và mọi người cùng nhau rèn luyện hàng ngày luôn các anh chị, để biến cái lòng biết ơn nó thành thói quen của các anh chị ha. Thì cái cuộc sống của mình nó rất là tuyệt vời các anh chị, không phải là cái số tiền hiện tại mình đang có bao nhiêu, nhưng mà khi mà chúng ta nhìn lại cả một cái hành trình chúng ta đi thì chúng ta thấy là mình trưởng thành hơn rất là nhiều. Mình cảm thấy là nhờ bây giờ mình đã xây dựng một cái suy nghĩ học theo được người thành công như Miss Thanh Tú, là đã có suy nghĩ của người thành công, rèn luyện cho mình được cái thói quen của người thành công, nên là có cuộc sống rất là thành công như hiện tại các anh chị ha. Miss Thanh Tú luôn biết ơn điều đó và biết ơn những người thầy ở trong cuộc đời mình đã giúp cho Miss Thanh Tú, mình rất là biết ơn câu lạc bộ các chị. Thì hôm nay vì cái con người chúng ta trở thành anh chị, cái con người từ Miss Thanh Tú đã thay đổi là từ một cái con người mà rất nhiều nỗi sợ, cái gì cũng chần chừ, không dám làm, thì hôm nay đã dám đặt ra những cái mục tiêu rất là lớn và thực hiện, dám thực hiện, dám đi đến cùng, dám thực hiện theo cái mục tiêu của mình cho đến khi nó trở thành sự thật. Từ một người á là lúc năng lượng thì lúc lên lúc xuống, thì bây giờ đã hoàn thiện chính mình bằng cách đặt ra mục tiêu rồi, đã đặt ra là hoàn thành. Từ một người khá nhút nhát tới bây giờ rất là vui vẻ, hạnh phúc và tự tin trong cuộc sống các anh chị. Quan trọng là cái con người Miss Thanh Tú trở thành ngày hôm nay, nó thu hút cái giá trị của Miss Thanh Tú đang có và thu hút tiền bạc. Nên là ở câu lạc bộ chúng ta, các anh chị rất là mong muốn giúp đỡ tất cả các anh chị chúng ta, mình giàu có từ trong ra ngoài, rèn luyện cho mình những kỹ năng, phẩm chất của người thành công. Nên anh chị nào ở đây chúng ta muốn thành công nhanh, đột phá nhanh, thì Thư nói với các anh chị là chúng ta hãy bắt đầu từ bên trong bằng cách là các anh chị hãy ghi chép livestream, để các anh chị có thể ứng dụng. Giờ mình nghe tai này thì qua tai bên kia thôi các anh chị à, mà sau đó thì có một sự việc nào nó đến trong cuộc sống của mình không biết cách xử lý, mình không biết được là người giàu suy nghĩ như thế nào, họ hành động ra làm sao, nên là mình phải cần có một cái cuốn sổ mình lưu lại và mình mở ra để mình xem, mình ứng dụng. Nên là các anh chị hãy liên hệ Thư hay là các vị nhóm trưởng hay là các anh chị mà đã giới thiệu với chị vào buổi livestream này, để xin cái bộ video 30 ngày các anh chị ha, cách mà chúng ta ứng dụng sức mạnh tiềm thức để thu hút tiền, chúng ta nâng tầm phong cách sống của mình. Anh chị liên hệ với Thư hoặc là những người bạn của mình để xin cái bộ video, cái bộ livestream đó, và ở nhà các chị dành thời gian ghi chép, ghi kỹ càng vô nha các anh chị. Đây là cuốn bảo vật sau này mình truyền lại cho con cái của mình,
mình thành công và sau này mình còn truyền lại cho con cái mình. Nên là học không chỉ là học cho mình mà còn học cho gia đình của mình nữa, học cho gia tộc của mình nữa các anh chị nha. Và những cái công thức của người thành công thì chúng ta cũng phải biết một cách kỹ lưỡng để sau này mình biết cách ứng dụng. Các anh chị ngồi học như thế này thôi thì nó chưa ra kết quả các anh chị, nhưng mà khi anh chị ứng dụng kiến thức mà Thư chia sẻ cho các anh chị, kiến thức mà Thư được học từ Miss Thanh Tú chia sẻ cho các anh chị á vào trong cuộc sống, anh chị giác ngộ được thì đó sẽ là cái kết quả. Thì bao nhiêu trong số các anh chị ở đây chúng ta chưa ghi chép livestream, anh chị nào chưa ghi chép livestream thì anh chị comment số 1 đi ạ. Nếu chúng ta chưa ghi chép ngày hôm nay hãy liên hệ ngay các chị nha, xin cái bộ video 30 ngày là chúng ta bắt đầu ghi chép livestream và có một cái cuốn sổ bí kíp võ công ở trong. Anh chị có một cuốn sổ bí kíp ở trong công giống như trong phim Trung Quốc anh chị, người ta gọi là cuốn bí kíp võ công ha các anh chị, giống như là cuốn âm chân kinh đó, để mà mình rèn luyện mỗi ngày. Người ta học võ công thì cũng như vậy, thì để người ta trở thành chuyên gia thì người ta phải rèn luyện mỗi ngày. Cái này là cũng là mình làm giàu cũng vậy, các anh chị phải rèn luyện mỗi ngày. Chúng ta đang vào Zoom như thế này là chúng ta đang luyện các anh chị. Và có một cái điều tiếp theo của những người thành công giàu có mà chúng ta cần phải có đó, một cái thói quen tiếp theo thì Thư sẽ chỉ cho các anh chị tận dụng thêm sức mạnh tiềm thức. Người giàu họ quyết tâm làm giàu. Thì Thư kể cho các anh chị nghe những cái câu chuyện về các vị tỷ phú trên thế giới mà Miss Thanh Tú đã đọc qua và chia sẻ lại cho Thư cũng như là các anh chị trong câu lạc bộ các anh chị ha, và mọi người cùng nhau tìm hiểu phân tích rất là nhiều về cái tiểu sử và các hành trình thành công của họ các anh chị. Thì các anh chị biết là bác Warren Buffett đó là nhà đầu tư đại tài ở trên thế giới các anh chị ha. Thì ông ấy đã với cái cuộc hành trình của mình như thế này, ngay khi mà ông ấy còn trẻ ông ấy đã ra quyết định là sẽ trở thành triệu phú trước năm 30 tuổi. Nếu mà trước năm 30 tuổi không trở thành triệu phú là cái điều đó ông không thể nào sống được. Ông ấy ra quyết định bằng cách mọi cách như thế các anh chị. Ra sao thì ông ấy cũng phải trở thành triệu phú trước năm 30. Ông đã ra quyết định như vậy thì ông đã bắt đầu hành động rất là mạnh mẽ, rất là quyết tâm, kiên quyết cho đến khi điều đó thành sự thật. Và cái điều tuyệt vời là trên hành trình của ông ấy gặp những điều thuận lợi, những điều không thuận lợi, nhưng mà các anh chị biết sao mà ông ấy vẫn luôn rất cam kết cho đến khi điều đó trở thành sự thật. Và ông ấy cũng trở thành triệu phú trước năm 30 tuổi. Sau khi mà ông ấy trở thành triệu phú rồi các anh chị, thì ông ấy tiếp tục ra một cái quyết định như thế này là ông ấy nói với vợ của mình á, ông sẽ trở thành người giàu có nhất trên thế giới khi đang là triệu phú nha các anh chị. Ông bảo với vợ ông là ông muốn trở thành người ông sẽ trở thành người giàu có nhất trên cái hành tinh. Và lúc đó vợ ông nhìn mặt ông cười một cái đó, ảo tưởng mất ảo tưởng đưa dây điện quá. Ông ấy kể luôn đó các anh chị ha, ông nói rằng là vợ của tôi bảo rằng là tôi mất ảo tưởng sức mạnh quá. Thì bây và bây và đó là lúc ông đang chia sẻ lại cái câu chuyện này, và lúc mà ông chia sẻ lại cái câu chuyện này thì ông đang là cái người giàu nhất thế giới luôn các anh chị. Có nghĩa là ông chia sẻ về cuộc hành trình. Mà khi Thư biết được cái câu chuyện này các anh chị, Thư đã nhận ra được là người giàu họ luôn quyết định đầu tiên, họ biết được cái điều họ muốn, họ dám tham gia một cuộc chơi lớn. Nếu mà anh chị mong muốn trở thành triệu phú mà bây giờ cuộc chơi triệu phú anh chị không dám bước vô, mà sao anh chị có thể có cái phần thưởng được? Không ai đạt được những điều họ muốn mà tự dưng hay may mắn anh chị ha, nó đều đến từ cái quyết định. Họ ra quyết định và họ có một cái niềm tin xác tín tuyệt đối vào quyết định đó, họ kiên định quyết tâm cho đến khi nó trở thành sự thật. Các anh chị ha, thì Thư tiết lộ cho các anh chị một cái bí mật như thế này là cái não bộ mình nó hay lắm các anh chị. Cái gì mà các anh chị
có thể suy nghĩ ở trong đầu thì các anh chị sẽ có được nó ở trên tay. Vậy thì cái chìa khóa ở đây là hiện tại mình đang có cái gì ở trong đầu, cái gì đang có trong đầu của chúng ta mới là quan trọng các anh chị nha. Ví dụ như một số các anh chị chỉ ao ước là làm sao có một ngôi nhà nhỏ, mình có được ngôi nhà nhỏ thôi mình cũng vui lắm rồi. Thì và khi các anh chị ao ước cái điều đó thì sao ạ? Ngày hôm nay các anh chị đang ở trong một cái ngôi, ở trong ngôi nhà của mình, à chỉ có cái là nó không được to như người ta, nó hơi nhỏ thôi. Thì có một số anh chị nghĩ rằng như thế này, hồi xưa mình học á không tới nơi tới chốn nên là mình ao ước mà làm sao có một công việc thu nhập mười mấy triệu thôi là vui rồi. Và bây giờ là thì cái điều đó nằm ở bên trong đầu của anh chị thì kết quả sao ạ? À, bây giờ anh chị đang có điều đó và sau đó là ao ước một chiếc xe ô tô, chắc là mình mua không nổi đâu, mình ao ước một chiếc xe máy thôi. Và các chị ao ước cái gì thì cái gì ở trong đầu á, thì ngay bây giờ ngay lúc này các anh chị đang sở hữu, mình không có dám ao ước cao sang đâu, mình chỉ nghĩ là có được cái này thôi là vui rồi đúng không ạ? Và bây giờ các anh chị đang có chính xác y như vậy. Là Thu nói với các anh chị á, cái gì mà các anh chị có trong đầu thì các anh chị sẽ có trong tay. Vậy thì quan trọng là cái gì đang nằm trong đầu của mình thôi các anh chị ha. Tại sao bác Jack Ma bảo rằng là khi bạn chơi với 5 triệu phú bạn sẽ trở thành triệu phú thứ sáu? Tại vì khi chơi với những người bạn triệu phú của các anh chị, mình hay nghe họ nói về những cái tầm nhìn của họ nè. Họ nói rằng sao ạ, thu nhập của tôi, lợi nhuận của tôi, tài sản của tôi là bao nhiêu đây, thế này doanh nghiệp của tôi cho tôi bao nhiêu đây tiền, và tầm nhìn của tôi các thứ các anh chị ha. Và khi chúng ta nghe được cái điều đó các anh chị, mà nó sẽ nằm ở bên trong tâm trí của chúng ta, và cái gì có trong đầu thì sẽ có trên tay. Còn nếu chúng ta chơi với những người bạn mà họ bảo rằng thu nhập của tôi tháng này 5 triệu, thu nhập của tôi tháng này 10 triệu, thu nhập của tôi là 15 triệu, thì trong đầu mình chỉ vòng vòng có bao nhiêu đó thôi các anh chị. Bao nhiêu trong số các anh chị ở đây hôm nay biết được cái lợi hại là chơi với cái sự lợi hại này, cái chơi với người giàu à? Ví dụ như các anh chị vào Zoom hàng ngày nè, anh chị nghe đều nghe câu lạc bộ ăn mừng thành công, lợi nhuận 100 triệu, 200 triệu, 1 tỷ, bắt đầu trong đầu các anh chị hình thành những con số đó các anh chị, gọi là cái tầm nhìn của mình nó được mở rộng các anh chị ha. Nè, khi mà tầm nhìn của mình được mở rộng thì các anh chị bắt đầu đưa ra những quyết định, nên là việc mình mở rộng tầm nhìn của mình quan trọng lắm các anh chị. Việc các anh chị nói chuyện với những người thành công và giàu có, chúng ta được mở tầm nhìn, mở mang cái tầm nhìn của mình, và khi chúng ta nghe được những người thành công nói chuyện, cái tầm nghe được cái tầm nhìn của họ, và cũng như là sẽ có được cái điều đó ở trong đầu của mình. Và cái điều gì có trong đầu của mình thì sẽ trở thành sự thật các anh chị ha. Nên là người giàu họ khuyên các anh chị đó là hãy chơi với những người sao ạ, bằng mình hoặc tốt hơn mình, để chi ạ? Để chúng ta có thể được mở mang tầm nhìn từ họ. Các anh chị ha, chồng tôi sẽ chia sẻ một chút về câu chuyện của Miss Thanh Tú. Là hồi xưa chị Miss Thanh Tú mới vào câu lạc bộ, các anh chị, Thanh Tú chỉ háo hức là trở thành triệu phú thôi, bởi vì nghe mọi người ở trong câu lạc bộ ai cũng là triệu phú đô la, triệu phú đô la vậy đó. Thì lúc đó Thanh Tú đang đi làm văn phòng các anh chị, mức thu nhập thì chỉ có từ 3 đến 6 triệu thôi, mà cái thời điểm đó triệu phú đô la là khoảng 23 tỷ anh chị, triệu phú đô là 23 tỷ. Thì lúc đó Thanh Tú chỉ mơ ước là chắc là trong cuộc đời mình tổng tài sản là 23 tỷ là tuyệt vời ông mặt trời rồi, dữ lắm rồi. Các anh chị không có ước mơ cao xa luôn, chỉ ước mơ như đó thôi. Nhưng mà khi Thanh Tú vào câu lạc bộ, bắt đầu cái tầm nhìn được mở rộng các anh chị, được nghe là 1 triệu đô
chưa có mua được một cái căn biệt thự ở Sài Gòn nữa các anh chị. Thì lúc đó Sống Xanh Tú mới suy nghĩ là ước mơ cả cuộc đời mình chưa mua được một nửa căn biệt thự ở Sài Gòn nữa. Và khi mà đi chung với rất nhiều người thành công và giàu có mà nghe được những cái câu chuyện của họ, các anh chị toàn là vài triệu, vài chục triệu, bắt đầu chỉ cho mình, các anh chị ha, họ họ chỉ cho Miss Thanh Tú, những cái người anh người chị thành công ở trong câu lạc bộ chỉ cho Miss Thanh Tú, thì bắt đầu nghe những cái tầm nhìn của những cái anh chị đi chung và là những anh chị đa triệu phú, và có lúc đó tầm nhìn của Miss Thanh Tú được mở rộng. Các anh chị ấy nói là đây, cái biệt thự này là 5 triệu đô, cái biệt thự này là 50 triệu đô. Bắt đầu là sao ạ các anh chị? Cái đầu Miss Thanh Tú quay quay tại vì lúc đó Miss Thanh Tú chỉ ước mơ là có 1 triệu đô thôi là thấy lớn lắm rồi, mà các anh chị này nói chuyện là 5 triệu, 10 triệu không à. Thế là bắt đầu dám nghĩ lớn hơn và mới dám ra những cái quyết định lớn hơn. Và lúc đó thì Miss Thanh Tú thấy rằng nếu mà như vậy á, cần phải có được cái cơ hội nào đó để giúp Miss Thanh Tú có tổng tài sản như vậy. Thì đầu tiên các anh chị phải biết được là cái điều mình muốn và chúng ta phải nhét cái gì vào ở trong đầu của chúng ta. Việc này rất là quan trọng các anh chị ha. Tại vì sao ạ? Cái gì có ở trong đầu thì sẽ có ở, quan trọng lắm các chị, cái gì ở trong đầu thì sẽ có ở trong tay, có trên tay chúng ta, sẽ cái gì ở trong đầu chúng ta sẽ kiến tạo ra những thứ ở bên ngoài cuộc sống của chúng ta các anh chị ha. Đó là lý do vì sao mà Mr. Phú chia sẻ và muốn, rất là muốn lan tỏa cái thông điệp này các anh chị, là khuyên chúng ta là nên vào giúp câu lạc bộ nhiều lên. Chứ bây giờ các anh chị cứ xem tivi rồi đi cà phê cà pháo với bạn bè của mình thì mình xem đi, cái mức thu nhập của các anh chị ấy là như thế nào, cái thu nhập trung bình của các anh chị ấy sẽ bằng cái thu nhập trung bình của các anh chị á sẽ bằng thu nhập trung bình của 5 người bạn thân nhất của mình. Thì các anh chị thử tính xem đúng không? Vậy thì tại sao mình phải vào các buổi chia sẻ của câu lạc bộ nhiều các anh chị? Đầu tiên là mình được học, và thứ hai là mình được mở mang cái tầm nhìn của mình, bắt đầu là mình mới dám suy nghĩ những cái lớn hơn. Khi mà các anh chị dành thời gian tiếp xúc với cả 5 triệu phú thì các chị sẽ trở thành triệu phú thứ sáu. Và lúc đầu Miss Thanh Tú cũng làm theo đúng cái kế hoạch này các anh chị. Vì các anh chị biết Miss Thanh Tú biết như vậy rồi, các anh chị trong câu lạc bộ rất là giàu, thu nhập lúc đó là 6 triệu thôi, cái mà Miss Thanh Tú đó thu nhập là 3 đến 6 triệu thôi các anh chị. Nên là Miss Thanh Tú quyết định là bám sát câu lạc bộ các anh chị ha. Và trong cái thời điểm đầu á thì Miss Thanh Tú suy nghĩ như thế này: bây giờ mình đã tìm ra được người thành công và giàu có, học tập để mình học tập rồi, đi theo cùng rồi, nhưng mà không biết tới bao giờ mới có cuộc sống như họ. Thì lúc đó Miss Thanh Tú cũng hơi lo các anh chị. Tại sao? Tại vì chỉ nghe được người giàu chia sẻ chơi với 5 triệu phú đô la trở thành triệu phú thứ sáu, mà bây giờ cũng tìm được những người giàu có rồi, nhưng mà bây giờ cũng bám sát để chơi cùng với họ, nhưng mà đến bao giờ mới có được sống như họ đây. Thì hồi xưa Miss Thanh Tú nghĩ như vậy anh chị, không biết có đúng không? Và các anh chị biết thật sự là sao ạ? Sau một khoảng thời gian Miss Thanh Tú học tập và phát triển rất là nghiêm túc, thì cái cuộc sống của Miss Thanh Tú đã y chang như những anh chị đó luôn các anh chị, như y chang những anh chị mà Miss Thanh Tú chơi cùng luôn. Thì đó là cái điều vi diệu mà Miss Thanh Tú đã trải nghiệm các anh chị ha, trên chính cơ thể của mình. Thì cũng mong rằng là thương các anh chị chúng ta học tập một câu lạc bộ thật là nghiêm túc ở câu lạc bộ, có các buổi Zoom nào thì anh chị cứ vào đi ạ. Mình rèn luyện đi rèn luyện lại, lặp đi lặp lại thì mình cũng sẽ được thấy những cái điều tốt đẹp. Thôi mình mở cái tầm nhìn của mình
Được học tư duy của những người thành công và giàu có, và quan trọng là các anh chị hãy ghi chép lại, nếu như mà trong các buổi chương này các anh chị ghi không kịp thì sao ạ? Thì xem lại cái video từ Thư, xem lại cái video này từ Thư hay là từ người bạn của mình, đúng không ạ? Cho dù các anh chị có mặt nghiêm túc, có mặt đầy đủ, các anh chị nghe, nhưng mà nếu anh chị không có ứng dụng trong cuộc sống của mình thì cũng chả có chuyện gì xảy ra hết các anh chị ha. Là tại sao mình phải ghi chép để trong cuộc sống của mình, mỗi khi mình làm việc đó mình sẽ hỏi chính mình, một người triệu phú họ sẽ làm như việc này như thế nào. Khi các anh chị có được câu trả lời rồi thì một số các anh chị sẽ hỏi là ôi giờ nhiều kiến thức quá ứng dụng sao em, thì không biết ở đâu luôn. Nhiều quá thì Thư sẽ chỉ cho các anh chị cách ứng dụng, là trong một ngày các anh chị cần phải sao ạ? Ví dụ mà mình cần làm việc gì trước khi làm, phải hỏi xem một người triệu phú họ làm như thế nào. Nếu mà chưa có biết câu trả lời thì giờ dở tập của mình ra xem là hôm trước mình nhớ mình đã học cái này rồi, mình đã ghi chép lại rồi, và sau đó anh chị hãy ứng dụng. Từ từ các anh chị hãy ứng dụng như vậy, và việc tiếp theo đối với một người triệu phú mà sẽ học tập như thế nào. Khi mình làm Zoom mình cũng phải hỏi chính mình là đối với người triệu phú họ sẽ học tập như thế nào, họ có tắt camera họ học không, họ có nằm ngủ họ họ học không, một người triệu phú họ học như thế nào. Đó, các anh chị hãy bắt đầu từ những cái nhỏ nhất. Ví dụ các anh chị đã học xong, các anh chị làm việc, thì các anh chị hãy hỏi chính mình một người triệu phú họ làm việc như thế nào, và hãy làm việc như một triệu phú. Khi mà trong một ngày mình đứng trước một sự việc gì đó không thuận lợi và cái cảm xúc của mình đang không vui, hãy hỏi chính mình là một triệu phú mà họ gặp cái điều không thuận lợi họ sẽ ứng xử như thế nào. Các cách ứng dụng từ những cái nhỏ nhặt nhất trong ngày, từ sáng cho đến tối mình cứ lặp đi lặp lại liên tục như vậy thì mới gọi là ứng dụng các anh chị, chứ không phải là chúng ta đóng tập lại rồi qua một bên xong rồi trước giờ mình sống sao mình sống y chang như vậy thì nó cũng ra kết quả cũ các anh chị ha. Bao nhiêu trong số các anh chị bắt đầu ngay bây giờ, ngay lúc này chúng ta ứng dụng cái gì mà chúng ta đã học được vào trong cuộc sống của mình từ những việc nhỏ nhất thì các anh chị comment tôi được không ạ? Và ngày hôm nay các anh chị đã biết cách ứng dụng chưa ạ? Giờ mình có hỏi mình có hỏi là ôi kiến thức nhiều quá, bắt đầu từ đâu mà bắt đầu từ những cái việc mà anh chị làm trong ngày, từ những thói quen nhỏ nhất mình làm trong ngày và tập đi lặp lại ngày này qua ngày kia. Ví dụ ngày hôm nay mới gặp những cái chuyện nó khác biệt so với những ngày thường thì hãy hỏi chính mình xem người triệu phú họ xử lý như thế nào. Thì Thư các chị nào cũng phải rèn luyện, cũng được học từ Miss Thanh Tú và rèn luyện cái điều này, phải hỏi Miss Thanh Tú chúng ta vẫn phải hỏi những cái điều này các anh chị ha. Một triệu phú họ làm như thế nào thì sao ạ? Thanh Tú hỏi cái người thần tượng của mình, tức là nhập vai vào và cái người thần tượng của mình được không ạ? Và hỏi xem là khi đứng trước cái sự việc này, nếu như idol của mình á là idol của mình thì họ xử lý cái việc này như thế này, và Thanh Tú có câu trả lời ngay lập tức các anh chị, và hành xử y chang như vậy 100% là thành công các anh chị. Những lúc mà mình chưa biết như thế nào, những lúc cảm xúc mình đang vui, không có được vui, không được thoải mái thì ngay lập tức mình phải ứng dụng những gì đã học được. Và bao nhiêu trong số các anh chị làm được điều này thì comment tôi đi ạ. Ứng dụng nha các anh chị là chứ đừng có hỏi là ôi em ơi sao kiến thức nhiều quá, bắt đầu ứng dụng từ đâu. Ứng dụng từ cái nhỏ nhất ở trong ngày các anh chị ha. Và ngày hôm nay chúng ta đã học thêm một cái thái độ giàu có, thì Thư cũng mong rằng là các anh chị hãy ứng dụng, có thể vì ứng dụng mới tạo ra kết quả các anh chị ha. Rồi hẹn gặp lại các anh chị vào buổi livestream tiếp theo.
chúng ta sẽ cùng nhau có một cái cuộc hành trình để tìm hiểu về con người bên trong của một triệu phú, một người thành công thì họ như thế nào để chúng ta ứng dụng các anh chị ha. Thì 20 giờ hôm nay có cái buổi Zoom rất là đặc biệt, buổi chia sẻ trao giá trị cho cộng đồng thực hiện bởi Miss Thanh Vũ của chúng ta các anh chị. Các anh chị hãy liên hệ với Thương ngay hay người bạn của mình để được tham gia vào cái buổi này các anh chị ha, hoàn toàn miễn phí các anh chị nha, để cho phép mình gặp gỡ người thành công, học hỏi từ người thành công và hưởng trường năng lượng của người thành công các anh chị nha. Rồi, rất là tuyệt vời. Cảm ơn các anh chị đã đồng hành cùng Thư trong buổi livestream từ nãy tới giờ. Rất là biết ơn các anh chị. Các anh chị hãy khen chính mình, hãy ôm lấy chính mình và công nhận chính mình, cảm ơn chính mình vì chúng ta rất là tuyệt vời, chúng ta rất là xứng đáng thành công và giàu có, để mỗi ngày dành một chút thời gian để học thêm những kiến thức mới, tiếp nạp thêm những kiến thức mới, đi thuận theo quy luật của vũ trụ. Mà đó là vận động tiến lên các anh chị nha. Rồi, Thư xin chúc anh chị có một buổi chiều tràn đầy năng lượng, thành công, giàu có, hạnh phúc trọn vẹn. Xin chào.